Rồi, xin chào các bác. Một cái bộ dàn karaoke nó có thể là chơi đa năng, hát karaoke phá làng phá xóm, trưng bày đẹp và giá lại rẻ nữa, thì đây là một trong lựa chọn rất tuyệt vời cho chúng ta. Đây là một trong những cái bộ dàn karaoke mới nhất tại thời điểm hiện tại và cũng là một cái công nghệ âm thanh rất là đặc biệt và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Và chúng em Hoàng Long Âm Thanh Số là người đầu tiên giới thiệu cái cặp loa này tới các bác, và chúng ta cùng đi vào chi tiết bộ dàn karaoke ngày hôm nay nhé. Vâng, một bộ dàn karaoke có hay không thì chính là do phần lớn là do cặp loa, và cặp loa ngày hôm nay cũng là một cái điều rất là khác biệt, vì nó to, nó cao, nó đẹp. Ở đây là một trong cặp loa có 2 bát 30 và một họng kèn. Và đây là cái chiều cao thiết kế của nó là tới tận 1m2, chiều rộng là 40cm và chiều sâu là 30. Chúng ta có thể thấy được một cái hình dáng thiết kế rất là oai phong, bệ vệ đó, rất hoành tráng. Và với cặp loa như này đặt trong những không gian gia đình, nhiều đồ gỗ, bàn ghế gỗ, tủ kệ gỗ, và đặc biệt đó là màu gỗ óc chó, nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Và tất nhiên nó có e-căng đóng lại, nó sẽ như này, e-căng hình bầu dục luôn, rất là đẹp. Và bên trên là một cái họng kèn rất là lớn. Và với cái điều đặc biệt ở phiên bản này thì nó không phải là 2 bát thông thường, mà nó là một bát điện và một bát cộng hưởng. Ở đây thì là một cái bát 30 gân vải tầm dầu. Đây là một bát chính, bát điện, và nó thể hiện cái lời ca tiếng hát cũng như là tiếng bát đánh sâu chắc và lực, tiếng trung âm rõ ràng lồng lộng, lời ca tiếng hát nó dày ấm. Bên trên là một họng kèn giúp cho cái tiếng chép nó phủ rộng và nó dày, làm tiếng leng keng lách cách cũng như là tạo ra cái tiếng xì xào trong cái lời ca tiếng hát chúng ta. Và đây là hai nhân vật chính. Còn phía dưới này là một sử dụng một bát cộng hưởng. Cái bát cộng hưởng nên sử dụng là bát 30 và nó là gân cao su. Bát cộng hưởng này bản chất của nó thì nó không có đưa tín hiệu vào trong này, mà nó sẽ tận dụng luôn cái màng của bát trên để cộng hưởng cái kích cái tiếng trầm nó đánh sâu hơn, lực hơn, và cũng như đồng thời nó triệt tiêu được cái áp suất trong thùng. Bởi vì thế những dòng loa bát cộng hưởng thường thường rất ít khi xuất hiện, và chế tạo của nó rất là khó, tạo ra độ tiếng trầm nó sâu, dày, vỗ lực. Và đặc biệt là bát cộng hưởng thì hoàn toàn không có lỗ thùng hơi xung quanh cả. Và chính vì nhờ cái bát cộng hưởng này nó làm triệt tiêu cái áp suất bát này đánh thì bát này nó cũng đánh theo, và nó tạo ra cái tiếng siêu trầm sâu hơn so với lại một mình bát này thể hiện. Cái điều rất đặc biệt ở trong một cặp loa sử dụng công nghệ cộng hưởng. Và với một cặp loa như này, công suất có rất mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng đi vào phía sau tham khảo cái thông số kỹ thuật ở sau. Model của nó là SH212 Pro, trở kháng 8 ohm, độ nhạy lên tới 98 decibel, và công suất của nó thì từ 500 tới 1200W. Và nó rất tuyệt vời đúng không ạ? Và giải tần hoạt động của nó thì chạm đến được ngưỡng 20Hz, tức là chạm đến ngưỡng siêu trầm rồi đấy. Và cái giải tần số cao nhất của nó lên tới 40kHz. Vâng, phải nói là rất tuyệt vời trong một cái cặp loa có cái thiết kế đẹp, chất âm hay. Và cái điều đặc biệt là phiên bản này hát karaoke rất tuyệt vời. Thế nên chúng ta sẽ cùng nghe và trải nghiệm luôn. Cái e-căng ở phía trước của nó thì sử dụng là một cái e-căng vải lụa, và một phần là làm nhiệm vụ là che chắn bụi, và thứ hai là tránh tác động bên ngoài, và một phần ba nữa là thứ ba nữa là tạo ra được cái tiếng mềm mại hơn khi mà chúng ta sử dụng để nghe nha, êm ái du dương. Và nó sử dụng là thiết kế là dạng đinh ngược, đinh nó được gắn luôn trên thân thùng như này thì tránh hiện tượng là gãy đinh so với e căng ngày xưa đúng không. Và nó rất dễ phối ghép, cái độ nhạy cao chúng ta có đánh âm lý cũng được, đánh cũng đẩy cũng được, đánh để lý vang được, và chưa đa năng các thể loại luôn nhé. Hát karaoke cũng được mà nghe nhạc cũng rất hay, và đặc biệt là phiên bản này đánh rất là uy lực, và cái giá cũng rất hợp lý cho 20 triệu trong phiên bản này. Và đặc biệt khi mua theo combo chúng ta sẽ có giá yêu thương hơn. Và tất nhiên trong gia đình thì chúng ta sẽ có thể ở những không gian rộng, hoặc là những anh em nào thích uy lực mạnh mẽ, chúng ta có thể ghép thêm một chiếc loa siêu trầm điện bát 40 như này để nó giúp cho trợ duyên trợ lực cho cái cặp loa kia, nó thêm hổ mọc thêm cánh, đánh nó sẽ sâu hơn, lực hơn, cảm xúc hơn. Đó chính là do chiếc loa siêu trầm này thể hiện. Và khi có loa siêu trầm thì chúng ta sẽ căn chỉnh làm sao bớt cái loa bát đi, và chỉ để cho loa này thể hiện ở một cái phần nào đấy một chút giải trầm thôi, còn để lại cái giải siêu trầm cho loa siêu trầm thể hiện. Thì đây là cái sự kết hợp mà khi mà chúng em phối ghép đồng bộ, chúng em sẽ có cái sự căn chỉnh cho các bác. Và cái phiên bản này thì đăng giá là 7 triệu đồng, đồng màu và đồng chất cùng với cái cặp loa SH212 kia. Và trung tâm điều khiển không thể thiếu được có một chiếc đẩy liền vang X24. Phiên bản này thì là một trong những bản huyền thoại rồi, nó tích hợp tất cả trong một luôn, vừa là cục đẩy, vừa là vang số, vừa là giải mã, vừa là equalizer, và có cả điều khiển từ xa và rất nhiều chế độ hát. Nên chúng ta chỉ cần chọn duy nhất một chiếc đẩy liền vang là xong, không cần phải mua thêm các thiết bị rời bên ngoài nữa, và chúng ta có thể chỉnh tay được và chỉnh bằng máy tính cũng được. Và tất nhiên khi mua cả bộ như này thì chúng em sẽ căn chỉnh sẵn cho chúng ta luôn, và giá của đẩy liền vang kia là 12 triệu đồng. Và trên cùng không thể thiếu được là một bộ mic không dây huyền thoại VK321 phiên bản 4 dâu, sóng khỏe, hát nhẹ, hút mic, và đây là đồng màu đồng chất cùng với cục đẩy của chúng ta. Cái cặp mic này cũng có cái thiết kế bằng tay mic bằng hợp kim nhôm, có cảm biến tự ngắt, không hát nữa, đặt xuống tự ngắt và cầm lên nó sẽ lại tự bật. Và cái tiếng mic thì rất là dễ hát. Và chúng ta sẽ cùng hát thử, nghe thử, trải nghiệm một cái bộ dàn âm thanh combo đồng bộ của chúng ta ngày nay với chi phí chỉ có khoảng 42 triệu đồng thôi.
và ưu tiên cho anh em nào mà đặt trước. Và tất cả sản phẩm ngày hôm nay thì đồng bộ cùng một hãng, cùng một thương hiệu WeWork của Mỹ, công nghệ của Mỹ, được bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 năm. Sản phẩm lỗi sẽ được đổi luôn các bác nhé. Lỗi linh kiện thì đổi linh kiện, lỗi chép đổi chép luôn. Và hết thời gian bảo hành thì chúng em sẽ đồng hành đến cùng cho đến khi nào mà các bác còn sử dụng sản phẩm mình thôi. Và chúng em thì địa chỉ 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Những bộ dàn như này thì ngoài cái chi phí hỗ trợ như là miễn phí lắp đặt này, miễn phí công này, miễn phí dây rắc cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được khuyến mại thêm 2 triệu nữa, khoảng 40 triệu đồng thôi. Và tất nhiên là số lượng có hạn thôi các bác nhé. Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết test chất âm cái bộ dàn cao kê ngày hôm nay nhá. Xin mời. Tôi hết rồi, người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường đi lối qua bóng núi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sầu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiêm bao, hết những ước mơ. Lệ tuôn gối nhỏ, đêm dài rừng rừng nhớ. Cuộc đời cứ đây u buồn ngang trái, để mình anh đắng cay. Em biết trong em nói rằng trọn đời yêu anh. Bây giờ trả lại chẳng sao.